Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Hyundai Custom nhé. Dòng xe thuộc phân khúc MPV 7 chỗ cửa lùa của nhà Hyundai. Mà trong cái video ngày hôm nay, em xin được gửi tới anh em những cái chính sách giá bán, các chương trình ưu đãi khuyến mại được tăng cường giảm giá ở cái thời điểm này, để cho những anh em nào mà đang quan tâm, tìm hiểu cũng như là muốn sở hữu cái dòng xe Hyundai Custom ở thời điểm này sẽ có thể nắm được. Hiện tại thì Hyundai Custom được bán ra thị trường với 3 phiên bản, bao gồm phiên bản Custom 1.5 Turbo tiêu chuẩn, Hyundai Custom 1.5 Turbo đặc biệt và phiên bản cao cấp nhất, nó là cái động cơ sử dụng động cơ 2.0 Turbo cao cấp. Ở trong cùng phân khúc thì Hyundai Custom này đang cạnh tranh với rất nhiều đối thủ, nhưng cái tầm phân khúc cửa lùa thì gần như là mình Hyundai Custom thì có cái chính sách và có cái mức ưu đãi vô cùng đặc biệt anh em ạ. Vậy thì mời anh em theo dõi xuyên suốt video để có thể nắm được chính sách giá bán và các chương trình ưu đãi khuyến mại ở thời điểm này anh em nhé. Đầu tiên thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Hyundai Custom động cơ 1.5 turbo tiêu chuẩn. Bản này thì đang có mức giá là 820 triệu. Với mức ưu đãi ở thời điểm em đang cập nhật thì bên em đang hỗ trợ giảm cực kỳ sâu về tiền mặt lên đến 35 triệu. Giá xe đâu đó chỉ còn vào khoảng 785 triệu thôi anh em ạ. Khi mà anh em đợi giảm thuế, anh em mới đi đăng ký thì anh em sẽ tiết kiệm lên đến 51 triệu nữa. Thì tổng ưu đãi kép thì anh em sẽ được hưởng đâu đó lên đến 85 triệu đúng không ạ? Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 858 triệu, trả góp thì đang là 193 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 850 triệu, trả góp thì đang là 185 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 832 triệu, trả góp thì đang là 166 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký. Ví dụ bao gồm tiền lệ phí trước bạ, phí biển số, phí dán tem đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Và chưa bao gồm các chi phí đăng ký trọn gói. Hiện tại cái chính sách giá bán của bên em đang hỗ trợ rất là tốt về giảm tiền mặt. Nên anh em cảm thấy phù hợp thì hoàn toàn có thể gọi điện cho em để em hỗ trợ đặt xe và có những cái chính sách giá bán tốt hơn và cạnh tranh hơn để gửi tới anh em nhé. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em nhé, thì anh em hãy đăng ký kênh để sẽ là người đầu tiên được cập nhật những cái chính sách giá bán mới nhất mà mỗi khi có biến động thị trường em sẽ chia sẻ ngay tới anh em ạ. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Hyundai Custom động cơ 1.5 turbo đặc biệt. Bản này thì đang có mức giá là 915 triệu. Hiện tại chính sách giá bán của bên em cũng đang hỗ trợ rất là tốt về giảm tiền mặt anh em ạ. Mức giảm lên đến 39 triệu, giá xe đâu đó chỉ còn vào khoảng 876 triệu thôi anh em nhé. Sau khi anh em đợi giảm thuế để đi đăng ký thì anh em sẽ tiết kiệm lên đến 56 triệu nữa. Tức là gì ạ? Là anh em sẽ được hưởng cái chính sách ưu đãi kép lên đến gần 100 triệu ở thời điểm này của cái phiên bản 1.5 Turbo. Với cái chính sách và quyền linh động như vậy thì bên em vẫn hỗ trợ tặng anh em cực kỳ nhiều phần quà vô cùng đặc biệt ở cái thời điểm nửa cuối của tháng 7 anh em nhé. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 955 triệu, trả góp thì đang là 213 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 945 triệu, trả góp thì đang là 204 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 927 triệu, trả góp thì đang là 185 triệu. Với cái tổng lăn bánh như thế này thì anh em đã tiết kiệm lên đến gần 100 triệu ở cái thời điểm này rồi đúng không ạ? Khi mà cái chương trình giảm thuế đâu đó còn nửa tháng nữa thì mới thực hiện, thì cái chính sách và quyền linh động của đại lý bên em đang hỗ trợ giảm sâu thì anh em cũng phải chấp được cơ hội để có chính sách giá bán tốt nhất của đại lý bên em anh em nhé. Ok, cuối cùng thì em xin chia sẻ với anh em cái bản Hyundai Custom động cơ 2.0 turbo cao cấp. Bản này thì đang có mức giá là 974 triệu. Hiện tại chính sách giá bán của bên em cũng đang hỗ trợ giảm cực kỳ sâu về tiền mặt. Giá xe còn lại chỉ còn vào khoảng 932 triệu thôi anh em ạ. Sau khi áp dụng thêm quyền linh động về phụ kiện thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 014 triệu. Trả góp thì đang là 224 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 005 triệu.
trả góp thì đang là 214 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhá, cần chuẩn bị cho em là 986 triệu, trả góp thì đang là 196 triệu. Đó. Vừa rồi thì em đã chia sẻ cũng như là gửi tới anh em những cái chính sách giá bán mới nhất của dòng xe Hyundai Custom rất là chi tiết cụ thể rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào thì anh em vui lòng gọi điện cho em hoặc là nhắn tin cho em để em hỗ trợ anh em một cách tốt nhất anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.